Xin chào các bạn, mình là Tùng và hôm nay thì mình xem một cái video rất là hay, đấy là về thần đồng Đỗ Nhật Nam. Đấy là chia sẻ những cái bí quyết để học tiếng Anh nhanh nhất, và cái nội dung của chủ đề hôm nay là thần đồng Đỗ Nhật Nam tiết lộ 4 cách để học giỏi tiếng Anh, và những cái này thì rất là dễ thực hiện các bạn nhé. Thì là video này dành cho ai? Video này dành cho các bạn mà các bạn chưa biết cách học tiếng Anh như nào để hiệu quả, thì các bạn có thể áp dụng 4 cách này, hoặc là 2 trong 4 cách, hoặc là 3 trong 4 cách, hoặc là 1 trong 4 cách, thì chắc chắn các bạn sẽ giỏi tiếng Anh một cách nhanh chóng. Sau vài tháng đã thấy khác biệt hẳn các bạn nhé. Thì nếu các bạn không xem video này thì các bạn Tùng nói thật với các bạn sẽ học, nói chung là học mãi sẽ rất là khó để tiến bộ, tại vì là bất cứ những ai mà muốn học giỏi tiếng Anh thì mình đều phải áp dụng những cái cách này, và đây là điểm chung của tất cả những người học giỏi tiếng Anh, và người ta gọi đây là luật để học giỏi tiếng Anh, như cái luật thành công đấy. Thì là có người ta đã nghiên cứu và có những cái luật thì các bạn phải làm như vậy thì nó mới thành công được các bạn nhé. Thì khi xem các video của Tùng thì các bạn chắc chắn sẽ một đấy là học giỏi tiếng Anh hơn. Giờ trước khi các bạn xem video, đúng không? Xem video các bạn sẽ học rất là nhiều từ vựng tiếng Anh, các bạn sẽ giỏi hơn và các bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều năm, ít nhất là khoảng 3 đến 10 năm. Các bạn tự mày mò, các bạn sẽ tự tìm con đường, nó rất là khó, mà các bạn Tùng sẽ vẽ sẵn cái cách và vẽ sẵn cái con đường các bạn đi thì các bạn sẽ thành công rất là nhanh, và đúng không? Và Tùng sẽ tham khảo cách làm của rất là nhiều các bạn học giỏi tiếng Anh, thì Tùng sẽ hướng dẫn lại các bạn nhé. Và các bạn nhớ, nếu các bạn tự tìm cách để mình học thì là có nhiều khi các bạn tìm mãi cũng sẽ không tìm ra cách để mình học giỏi đâu. Xem xong video này thì chắc chắn các bạn một điều đấy, các bạn sẽ học được rất nhiều từ vựng mới, và chắc chắn các bạn sẽ giỏi hơn cái bản thân các bạn trước khi các bạn xem. Cái thứ hai đấy là để mà xem video hiệu quả ấy, thì các bạn hãy nhớ đầu tiên đấy là các bạn phải write down the new words. Ok, write down the new words. Ok, các bạn hãy viết những từ vựng mới của Tùng xuống nha, để Tùng có thể đó ở các bạn cách rất là nhanh. Ok, viết xuống, viết này xuống này những cái từ vựng mới nha. And next, ok, các bạn phải watch this video many times. Ok, number 2, thứ hai là watch this videos. Watch this video, ok, 10 times. Có thể là xem cái video này khoảng 10 lần. Watch, bạn hãy học phát âm của Tùng nha. Đọc được watch, như là xem cái video này 10 lần. Ok, các bạn xem times. So watch this video 10 times. Okay, and the last but not least. Okay, cái cuối cùng nhưng không phải là không quan trọng, đấy là gì ạ? Mà là rất là quan trọng luôn. Đấy là gì ạ? Actions. Okay, take actions. Okay, hãy hành động, đúng không? Mình chỉ ra một cách mà mình phải thực hiện thì mình mới thay đổi được và mình mới giỏi tiếng Anh. Alright, let's begin. Nào mình cùng bắt đầu nha. Alright. So remember those 3 things. Các bạn hãy nhớ những cái việc mà mình cần làm là đấy nhá. Hãy nhớ là gì ạ? Viết xuống từ vựng mới, hãy xem video này của 10 lần và hãy hành động. Ok, let's go. Cái cách đầu tiên đấy là gì ạ? Như thần đồng Đỗ Nhật Nam chia sẻ đấy là phải đọc sách bằng tiếng Anh. Ok, read books in English. Ok, action cái là hành động này, thì mình ghi luôn cho họ đỡ quên này. Hành động này. Ok, actions, okay, những cái actions, ok, những cái hành động mà mình làm. Đầu tiên nhá, các bạn nhớ này là cái cách đầu tiên đấy là sao? Đấy là read books in English. Đầu tiên các bạn cần làm là gì ạ? Read books in English. Ok, các bạn học các từ vựng mới với Tùng nha. Read như là đọc này, sách này, sách số nhiều có thêm cái gì là những quyển sách nhé, những quyển sách. Ok, cái book nó lại là book là một quyển sách này, học phát âm rồi book. Còn những quyển sách là books. Ok, books là những quyển sách. Ok, in English là bằng tiếng Anh, hãy đọc những quyển sách bằng tiếng Anh. Thì các bạn nếu mà chưa biết đọc những quyển sách nào thì hãy để lại email nhá, hãy cho mình xin email, hãy để lại email cộng với lại cho mình xin sách. Ok, hãy để lại email này, đúng không? Hãy comment lại, để lại email cộng với lại cho mình xin sách, là Tùng Trần gửi sách bằng tiếng Anh, là từ dễ đến khó, từ những quyển mà có những từ vựng cơ bản nhất đến từ khó dần là mấy chục cái level đấy. Các bạn cứ đọc hết những quyển sách đấy là siêu giỏi tiếng Anh luôn. Thì là những quyển sách đấy là Tùng Trần gửi email cho các bạn nhé. Thì các bạn hãy để lại email cộng với lại là cho mình xin sách, đúng không? Tùng chia sẻ rất nhiều tài liệu, các bạn hãy để lại cú pháp như vậy thì Tùng sẽ biết là Tùng sẽ gửi sách cho mọi người nha. Alright, next, tiếp theo cái thứ hai, đọc sách tiếng Anh đấy, đọc sách này. Lý do là sao? Tùng thấy bạn Nhật Nam này rất là thông minh. So Nhật Nam is a very smart boy, là thông minh nha. Mình có thể học luôn từ này, smart boy, smart, đọc lại anh xin nhá, hai răng cắn lại thử làm mờ, smart như là thông minh này, boy là cậu bé này, is a very smart boy là một cậu bé rất là thông minh. Tại sao lại thông minh? Thực ra Nhật Nam chia sẻ với Nhật Nam có trí thông minh cũng không phải những người thường đâu, nhưng là vì sao? Vì cậu ấy đọc sách rất là nhiều nên cái lượng kiến thức của cậu ấy rất là rộng lớn, và thực sự khi đọc sách nhiều thì cái cơ não của cậu ấy cũng rất là khỏe, và cậu ấy thông minh hơn mọi người rất là nhiều. Các bạn thấy nào, hãy đọc sách thật là nhiều, read books in English. Ok, secondly, cái thứ hai này, bí quyết thứ hai các bạn nhé, là các bạn hãy ghi xuống là các bạn cần phải đọc sách tiếng Anh nhá. Và những cái sách như nào thì Tùng sẽ chia sẻ hết cho. Tùng có rất nhiều loại sách và Tùng chia sẻ link cho các bạn, chỉ việc lấy về và đọc rất là đơn giản thôi. Cái tiếp theo đấy là gì ạ? Passion, tóm lại là yêu thích. Các bạn Nhật Nam chia sẻ yêu thích tiếng Anh, yêu thích tìm tòi học hỏi, và Tùng tóm gọn lại một cái từ thôi, đấy là gì ạ? Number two is called passion. Ok, passion là nghĩa là gì? Passion nghĩa là đam mê. Các bạn thấy không? Bạn Nhật Nam là bạn đọc, có thể đọc suốt ngày bằng tiếng Anh luôn. So Mr. Nhật Nam, he can read books all days long, okay? And for me as well, và Tùng ấy, Tùng phải đọc sách tiếng Anh cả ngày không chán. For me as well, I can read books all days long. Hoặc là với bóng bàn ạ, cũng rất là nhiều huy chương, rất là nhiều cúp, thì Tùng rất là đam mê. Thì bất cứ các bạn muốn thành công cái gì nhé, thì bạn đều phải có passion, okay? If you want to be successful, you have to have passion. Các bạn phải có have passion, okay? Các bạn phải có cái đam mê. Have nghĩa là từ nha, có này, có cái đam mê. Đọc lại nha, have, có, have passion nghĩa là có đam mê. Các bạn có đam mê nhé, các bạn sẽ giỏi tiếng Anh. Các bạn hãy ghi xuống từ vựng mới này, những cái từ vựng Tùng ghi thì các bạn hãy ghi lại xuống và mình học hàng ngày thì chắc chắn mình sẽ giỏi tiếng Anh. Have passion. Ok, so Nhật Nam sẽ còn chia sẻ là gì ạ? He learned through games, học qua các trò chơi, học qua các gì ạ? Songs, okay? And bạn đấy là có thể học các bài hát, các trò chơi tiếng Anh. Còn với Tùng nhé, Tùng rất thích xem các loại phim, okay? For me, I really love like watching like movies in English and cartoons, okay? Tùng rất là thích xem các loại phim ảnh bằng tiếng Anh, hoạt hình. Thì Tùng suốt cả thời sinh viên, trong 4 năm sinh viên và cả khi Tùng đi du học ở Mỹ nữa, thì Tùng xem rất là nhiều phim, ok? I have been watching like a lot of movies, ok? Đấy thì có thể các bạn có thể lưu ý thêm một cái là sẽ có thể là xem tiếng Anh, watch, xem phim này, watch movies, ok? Mà ai mà cần các loại phim, các loại video bằng tiếng Anh phù hợp với sinh của mình, các bạn cũng để lại email này cộng với cho mình xin phim, ok? Các bạn có thể để lại cú pháp là gì? Email cộng lại cho mình xin phim, là Tùng sẽ biết và Tùng sẽ gửi những cái phim hay hoặc là những cái video mà hay cắt từ những bộ phim đấy ra cho mọi người, và Tùng đã làm sắp cho mọi người nhé, để mọi người có thể dễ theo dõi và dễ học. So please leave your email and say that you need those movies and videos. Okay, I'm gonna go ahead and collect the emails and send it to you. Okay, và Tùng sẽ send, Tùng sẽ gửi nha, send, sẽ gửi này. Okay, sẽ gửi. Okay, good. Next, cái thứ ba đấy là gì ạ? Do not afraid of being wrong. Okay, đấy là what? Cần lưu ý đấy là khi học nhanh thì là không sợ sai. Ok, number 3, Nhật Nam cũng chia sẻ đấy là gì ạ? Do not afraid of being wrong. Ok, do not nghĩa là đừng nhá, đừng này, sợ này, sai, đừng sợ sai nha. Do not, nhắc lại thử. Do not afraid, afraid nghĩa là sợ, of being wrong, ok, nghĩa là đừng sợ sai nhá. Tức là ví dụ khi các bạn học ấy thì các bạn cứ nói thoải mái. Nhật Nam cũng là như vậy và Tùng cũng là như vậy. Khi mà Tùng học ấy, Tùng nói rất là nhiều. I speak a lot in English, okay? I speak with foreigners, with my friends, okay? Tùng hay nói với lại là friends, nghĩa là những người bạn của Tùng, và foreigner, ok, người nước ngoài. Các bạn học hai từ này nhé, bạn này, những người bạn, ok, có cái sc nhé, là số nhiều, friends. Okay. Friend là một người bạn này, foreigners có sẽ là những người nước ngoài. Làm sao rồi nha, foreigners, 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 ok, foreigners. F ra trên cắm môi dưới thổi ra nha, foreigners, ok. So I talk to my friends and foreigners and do not afraid of being wrong, ok. Và khi lúc mình mới học ấy thì đừng bao giờ sai, tại vì là như Nhật Nam chia sẻ là gì? Nhật Nam bảo là kiểu gì tức là những người mà rất là giỏi thì người ta cũng sai lầm rất là nhiều, và bạn muốn tăng gấp đôi tỷ lệ thành công thì hãy tăng gấp đôi tỷ lệ thất bại, hãy tăng gấp đôi tỷ lệ sai thì các bạn sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ học giỏi nhanh. Còn hãy sai thật nhiều, sai thật nhiều, sai thì sửa, sai thì sửa, sai sửa thì mới giỏi được nha. Ok, good. And that is the third way to be good at English, ok? Là cách thứ ba để học giỏi Anh. Và cách thứ tư là gì ạ? Đến thứ tư thì luôn luôn vượt qua bản thân, ok. Trong mình đây là cái văn hóa của người Nhật Bản đấy, và tôi thấy Nhật Nam cũng có một cái điểm này rất là giống người Nhật Bản. Văn hóa người Nhật Bản là gì ạ? For kaizen, ok, kaizen. Kaizen nghĩa là gì ạ? Luôn luôn cố gắng tốt hơn hàng ngày, ok. Always try to be better, ok. Be better daily, ok. Better nghĩa là tốt hơn này, daily là hàng ngày nha các bạn nhé. Đọc lại thôi, better, better tốt hơn, daily, 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 ok. Be better daily, hãy tốt hơn hàng ngày. Ta diện mỗi ngày mình đều cố gắng học những cái từ vựng mới ấy. Viết những cái từ vựng mới ra, chẳng hạn ngoài Tùng viết rất là nhiều từ vựng mới ấy. For example, today I write many new words, ok. So copy, write down. Hôm nay Tùng viết rất nhiều từ vựng mới, hãy viết xuống nhé, write down, và viết xuống đấy, và xem video thật là nhiều lần, and watch my videos many times, ok. Thì thằng Đỗ Nhật Nam bảo là mỗi ngày thằng Đỗ Nhật Nam đều là cố gắng học 20 từ vựng các bạn nhé, 20 từ vựng. Thì mỗi ngày học 20 từ vựng thì mỗi năm ít nhất các bạn có khoảng 6.000 từ vựng rồi, các bạn nhớ không ạ? 6.000 từ vựng thì nói chung là mình chỉ cần trên 1.000 từ vựng mình đã đủ giao tiếp thoải mái rồi. Bạn nhớ nhé, mỗi ngày đều cố gắng học khoảng 20 từ vựng ít nhất. Học 20 từ thì mình quên khoảng một nửa, khoảng 10 từ nữa là vừa. Ok, so try to learn 20 new words every day, and if you forgot like half of it, and then you remember 10 new words, okay? That's perfect. Okay, good. So that's 4 ways to be good at English, okay? Đấy là 4 cái cách các bạn cần làm để học giỏi tiếng. Các bạn hãy áp dụng ở nhà nhé. Ok, good. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy nhớ là gì? Hãy ấn chuông theo dõi cái video của Tùng. Hãy theo dõi video này của Tùng. Ấn vào theo dõi và ấn vào cái chuông để mà mình có thể là mình đây, các bạn có thể là ấn vào chuông theo dõi, đúng không? Kênh của Tùng nha, hãy theo dõi. Đúng rồi, đây kênh của Tùng là Tùng Trần, các bạn hãy theo dõi kênh của Tùng và ấn vào chuông. Đấy, và ấn vào subscribe nhá. Ok, ấn vào subscribe. Ok, cái này phải sai rồi, ấn vào subscribe nhé. Rồi sau có cái chuông, các bạn hãy ấn vào chuông nhá để ủng hộ Tùng nhá. Hãy comment, email xuống, Tùng sẽ chia sẻ tài khoản các bạn nhá. Goodbye, see ya. Cảm ơn nhiều. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành video này. Bye bye. Cảm ơn.